Hello, xin chào các bác chị em nha. Hôm nay em quay cái hộp số nội địa các bác chị em. Hộp số này là 06 nha. 06 2 tua gử. Hộp số này còn rất là đẹp quá các bác em. Đây, nhầm bọng của nó đây. Mới tinh ha. Mộng mới tin. Hai bạc đạn hai đầu mình thay rồi mấy anh em. Ở trên hai cái dưới hai cái là bốn cái mình thay bạc đạn mới hết rồi các bạn em ha. Thay luôn bạc đạn vào trung gian luôn rồi. Nhông bọng còn khá là đẹp quá anh em nha. Bố bọng gì còn nghiêm chỉnh nha. Thấy đầu điếu gạt vô điếu gì cần 16. Giá của em này nó phân nửa tiền hộp số mới các bạn em. Giá nữa tiền hộp số mới. Nhưng mà số này còn khoảng là còn khoảng 80% đó nha. Mới tin. Được chưa? Được chưa thôi con gắn cái thôi được rồi nè. Này. Này là số tới bao nhiêu? Về lại luôn. Rồi. Ăn luôn, vô luôn, vô luôn. Lâu bây giờ gạt cái lọc xanh không biết à. Cầm nó quay gần như thế. Gạt vô số rồi. Vô. Vô đi. Chưa phục không? Phục chưa? Rồi. Rồi. Mình mới chơi nhất mới luôn anh em. Rồi. Tới quá em á nha. Quá chị em là có sử dụng á thì mua hộp số này thì xài nha. Số này 06 hay tôi gửi. Giá thì còn nữa tiền số mới. Nhưng hộp số này còn 80%. Hộp số này giờ cũng rất dễ xài quá nha. Đồ phụ tùng nó cũng có rất là nhiều. Đồ phụ tùng bố bọng gì đâu cũng có hết, rất là dễ xài nha. Giá quá ok, 3 triệu mấy. Và số mới là 7 triệu mấy, 8 triệu anh em. Em bán 3 triệu mấy ha. Có anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì alo nha. Rồi, xin chào. Gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.